Dũng xin chào các bạn nhé. Tiếp đến những cuốn video giới thiệu về hội trưng bày sinh vật cảnh thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chúng ta đến từ một tác phẩm hoa giấy. Hoa giấy mà đằng sau có phông thì đẹp quá, và cái thuần phần tay huyền dưới có hoa nữa thì rất là tuyệt vời. Ban tổ chức chân thành cảm ơn quý khách đã đến tham quan trưng bày sinh vật cảnh thị trấn Tây Đằng lần thứ nhất xuân Canh Tý 2020. Đây là những phút đầu bên thềm khai mạc hội trưng bày sinh vật cảnh thị trấn Tây Đằng. Vâng, chúng ta đến với một tác phẩm xanh. Tác phẩm xanh chủ nhân làm đã tương đối hoàn chỉnh, nhất là cái phần mái. Qua cái hình ảnh bóng dáng tổng thể, chúng ta cảm nhận bông tán rất mỏng và bay. Vâng.
bệ tương đối đẹp ấy. Vâng, lá cũng nhỏ đều nhà lá rồi. À, cái này không treo thẻ không biết của ai. Cây của anh là cây nào để ghi tên cái biển này? Ờ, cây găng tu hú. Găng tu hú. Găng tu hú dáng siêu. Tu hú dáng siêu. Hú dáng siêu. À, cứ ghi chắc là trời cây cảnh biết bác gần hết. Vâng. Cảnh hậu này kia đúng rồi. Rồi. Mấy cái này đều không có thẻ cả. Chưa có thẻ, chưa ghi kịp. Chưa làm kịp. Ghi tay mà đây là kịp. Mấy một số cây là tối mà mới đến. Vâng. Hôm qua mình nói Thủy ghi sẵn rồi. Hôm nay hắn bảo bác cứ mang vào là treo thẻ thôi. Vâng. Ờ, trong tờ giấy hắn đúc túi qua ghi rất cẩn thận. Vâng, chúng ta quan sát tác phẩm xanh trực quyền. À, mức độ làm dăm của chủ nhân đã đạt đến yêu cầu rồi, rất đẹp, số lượng dăm dày. Thời gian này canh vặt lá để chơi dăm. Chúng ta đến với một tác phẩm Ozo. Cây Ozo là cây bonsai cũng không có nhiều. Trẻ thơ chúng ta còn nhỏ tuổi, cây Ozo thường được làm những cái trò chơi như thổi bong bóng. Bởi vì lá cây Ozo vặt ra, sau đó xoa vào bàn tay, nổi nước sạt phòng để chúng ta thổi bong bóng. Vâng. Lúc trẻ thơ vẫn hay nghịch những cái trò đó. Và Đỗ Sinh giới thiệu tiếp với các bạn một tác phẩm lộc bừng. Một cây lộc bừng dáng siêu. Nhìn cũng rất là bắt mắt. Dạ em làm ở đây từ chiều qua mà. Vâng. Cây lục vừng của anh Nguyễn Duy Dũng, sinh vật cảnh Tây Đằng. Vâng, chào anh Khoa nhé. Hai cây chú mang đến đang chờ Lệ mang thẻ vào. Tiếp theo chúng ta đến với một tác phẩm đa. Vâng, một cây đa của anh Nguyễn Duy Dũng, sinh vật cảnh Tây Đằng. Đó là cây đa làng. Đây cũng là một cây đa làng nữa của anh Nguyễn Duy Dũng.
Tác phẩm Xanh Bám Đá của anh Nguyễn Duy Dũng, Tây Đằng. Anh Nguyễn Duy Dũng với tác phẩm Xanh Trực Ngũ Phúc. Tùng La Hán của anh Nguyễn Duy Dũng. Vâng, đến đây Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những video sau. Giới thiệu với các bạn hội trưng bày sinh vật cảnh thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.